gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Khi trên trái anh còn gây thêm máu lửa. Em xin giới thiệu, đây là bộ vàng xoay trung thất rời đến từ thương hiệu Đề Nông, một bộ vàng cực kỳ hiếm về, giá xuất xưởng lên tới 2.000 đô. Model là Đề Nông BMA gạch 201 SA. Vàng này full chức năng, gồm có 4 thất rời. Phía dưới này là thất amly. Trên amly này mình có thể chỉ ngõ để kết nối điện thoại, tivi, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Công suất lên tới 135W. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Trên amly mình có thể chỉnh được bass lên tới 12 decibel, 12 mức nha. Một cái mức tùy chỉnh tương đối khá khủng để mình có thể nghe đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc sàn, nhạc trẻ, nhạc đen. Đều chất lượng, đều rất là hay. Hiện tại bass thì em đã cho chỉnh ở cộng 4 và chép thì em cũng cho chỉnh cộng 4 luôn nha. Mình có thể chỉnh được lên tới 12 mức lần. Và ngoài chỉnh bass chép ra, mình có thể chỉnh được loud neck để nghe nhạc siêu trầm hay hơn nữa nè. Rồi chỉnh ba lăng nè, rồi chỉnh bisco, tức là đánh A, B, A cộng B. Âm ly này mình có thể đánh được 2 lo hoặc 4 lo cùng một lúc đều ok. Tùy gu, tùy sở thích, tùy bài hát mà mình có thể chỉnh bass, treble, ba lăng, super bass siêu trầm để phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Phía trên này là thất tuner AM, FM, FM tần số là 90, chút xíu em sẽ test radio cho mình tham khảo. Đây là thất cassette và cuối cùng là CD. CD có tới 2 ngõ optical in, 1 ngõ optical out dùng giải mã cho chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Bass của lo là 15cm, lo 3 đường tiếng, bass, treble, mid. Và đặc biệt phía sau lo có hỗ trợ thêm một cái súp lên tới 15cm, nghe nhạc rất là hay. Công suất lo rất khủng, lên tới 400W trên cặp lo. Đây là công suất cao nhất trong phân khúc dàn xoay trung. Và đặc biệt lo của nó đánh hai cầu. Nó có cầu dính liền như vậy, rắc mạ vàng cho tín hiệu âm thanh trong và chuẩn nhất có thể nha. Ngay cả chạm AV phía sau cũng là mạ vàng luôn. Đây là một trong những dòng cao cấp, giá xính xưởng cao ngất ngưỡng lên tới 2.000 đô. Nên những gì mà chất lượng nhất đã được Đề Nông tích hợp vào đây. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ vàng, đầy đủ ê căng lưới lo. Mình sẽ xem mặt sau của từng thớt nha. Đây là thớt CD có một optical out, hai optical in. Đây là thớt cassette, tất cả các thớt sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng dây AV nên các bác có thể tách rời từng thớt xài riêng lẻ đều ok. Đây amply nè, đánh A, B, A cộng B, một cặp lo công suất lên đến 400W, bass là 15cm, sub là 15cm mà đánh A, B ghép 4 lo cùng một lúc thì amply này tương đối rất là khủng rồi nha. Đây, cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần tư vấn hay là cần mua hàng, vui lòng vào Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Đây là hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Nên các bác có nhu cầu mua cục đổi nguồn Leo kèm vàng, hoặc là có nhu cầu gắn thêm Bluetooth vào trong amply thì liên hệ em nha. Và ngoài ra em có bán anten của Nhật để mình nghe được radio AFM, có nhận chép đĩa CD theo yêu cầu. Các bác vui lòng gửi tên ca sĩ hoặc là tên bài hát vào Zalo để nhân viên của em chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD. Kích thước của bộ vàng này như sau: chiều cao là 36cm, chiều ngang cả bộ vàng là 66cm, sử dụng tốt cho phòng từ 15 cho tới 40m2. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao quạt đầu ok. Đây, hàng đấu giá mạng nên ngoại hình còn mướt lắm nha, đẹp lắm nha. Đây, em quay gần cho các bác xem lo nè. 4 thấp rời, mặt amly là phai nhôm. Và phía trước nó có một cái tấm gương như nè, nhìn rất là bóng loáng, rất là hiện đại, rất là cao cấp. Đây, cần xem hình ảnh chi tiết thì các bác vào Zalo để nhân viên em gửi hình cho mình tham khảo nha. Em nói đôi chút về cái thớt amply này. Amply này, cái size của nó chiều ngang á là 26cm, nhưng mà đánh lên tới 4 con sọ thang rất là lớn và tăng phô cực kỳ to. Nó giống như một cái amply size to, size 42, nên có thể đánh được cặp lo 400W và có thể ghép thêm một cặp nữa. Amply này không là nặng 6,5kg nha. Còn cặp lo này, thông thường lo xoay trung nó chỉ làm khoảng 70-80W một thùng thôi, nhưng mà lo này lên tới 200W một thùng. Thay vì nó có thể làm một cặp lo lớn hơn, nhưng mà đáp ứng tiêu chí
sang trọng trưng bày cho đẹp, nên nó tiết chế lại, nó làm cái size này nhỏ lại để cho mình trưng bày sang trọng ở căn phòng khách, không có quá gườm gà, không có quá ô dề, không có quá to, thiết kế rất là sang trọng, rất là đẹp để mình để ở cạnh tivi, cạnh ở phòng khách rất là sang. Công suất khủng lên tới 400W cho một cặp và có hỗ trợ cái sub bass 15 phía sau, nên mình nghe đa thể loại nhạc đều hay. Chỉnh bass treble lên tới 12 decibel, 12 mức như vậy, nên các bác vô tư chỉnh để phù hợp với gu nghe nhạc của mọi người. Đây, logo D5 còn sáng bon, rất rất là đẹp luôn. Bộ dàn này đáp ứng tiêu chí độc, đẹp, hay cho mình trưng bày và nghe nhạc. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc remix sôi động cho mình cảm nhận hết chất lượng của cái sub phía sau đánh ra nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc. Đây, em chỉ bật có 10% của volume thôi. Và bass em chỉ chỉnh có ở số 4 thôi. Và căn phòng em đang quay clip là 45m². Mình sẽ tăng thử miếng bass lên nha. Đây, em sẽ lên tổng 6 nè. Nhích lên chút xíu nè. Em sẽ quay mặt sau cho các bác thấy sub đánh nha. Đây, sợi cái la tổng hợp hay còn gọi là sợi carbon, siêu chất lượng luôn. DJ Jam Battle Mix activated. Rồi, và cuối cùng em sẽ test nhạc qua CD, cassette và radio cho mình tham khảo. Không tuân thủ chấp hành quy định an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định, chở quá số người quy định. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, nhưng vì thói quen hàng ngày nên người dân vẫn vô tư vi phạm khi tham gia giao thông. Theo ông Vi Văn Thuộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hòa, mặc dù các lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định an toàn khi tham gia giao thông, nhưng do nhận thức và thói quen nên nhiều bà con vẫn vô tư vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông.